Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình kiến thức xây dựng của Bút Mực. Hôm nay thì Bút Mực chia sẻ với các bạn xem là tại sao chúng ta không nên thi công với công trình tháng 7. Tháng 7 thì các cụ thường hay gọi là cái tháng cô hồn, người ta tránh xây dựng vào những tháng này. Thực tế thì nó làm sao? Trên cái hiện trạng thực tế ngày nay thì cũng rất nhiều cái gia đình làm cái công trình thi công mùa tháng 7. Đây cũng là một cái công trình thi công mùa vào ngày đầu tháng 7. Các bạn được thi công chính thức là công trình này khởi công ngày 17 tháng 6. Nhưng mà sang đầu tháng 7 thì bắt đầu mới tiến hành làm. Thì các bạn biết là cái công trình ở tháng 7 thì đây các bạn thấy là một công trình móng cóc, đổ móng lọ mực, móng cân. Nhưng mà thi công thì cũng không dám đào sâu cái móng vì là sợ trong quá trình thi công thì lở. Sau khi đổ các cốc xong thì các bạn thấy là cũng lại phải tiến hành là đào các cái dầm ngang, dầm dọc để chúng ta lấy cái chiều sâu nó xuống. Vì như các bạn biết là cái tháng 7 ở cái thời tiết miền Bắc của chúng ta nói chung, ở Việt Nam nói chung là nó cái điều kiện khí hậu nó rất là khắc nghiệt, mưa gió nó rất là thất thường. Thả hòn sỏi nó rơi xuống đóng giữa căn hai bên. Chúng ta lên làm vào cái đầu tháng riêng và sang đầu tháng 8 âm lịch. Là hai cái thời điểm thế này giờ làm cái thành móng nhận tốt nhất. Ở đây như cái công trình này các bạn thấy nó kéo dài cái thời gian, tức là mất nhiều cái thời gian thi công. Nhân công của chúng ta nó mất rất là nhiều. Cái thứ nhất là nếu chúng ta đào sâu thì mưa nó lở lạng vét. Có những công trình, có những năm mình làm vào những cái mùa tháng 7 này thì nó một tổ thợ nó chỉ được mấy ngày công, còn lại là thi công rất là khó vì mưa nó rất là nhiều. Đôi khi chúng ta đánh cái vữa ra thì nó lại ảo ạt, nó mưa ngay. Và cái điều kiện nắng thì dưới cái môi trường, cái độ ẩm nó lớn, cái ánh nắng nó rất là gắt, nó tạo cho cái oi bức, cho nên cái quá trình thi công của chúng ta nó rất là hạn chế các bạn. Bình thường cứ bảo là 8 tiếng như chúng ta thi công được khoảng độ 6 tiếng thôi mà điều kiện công nhân làm việc nó rất là vất vả, dẫn đến cái hiệu suất lao động, cái năng suất lao động nó không được cao các bạn. Bình thường ở đây như cái công nhân tay nghề tốt thì nó rơi vào khoảng 450.000 cho một ngày công. Công nhân phụ thì nó rơi vào khoảng 300-350. Bình quân ra chúng ta khoảng độ 600 cho một ngày công. Nếu mà làm một cái nhà như thế này thì các bạn thấy là chúng ta đang có khoảng 7-8 người. Đi lính để vang. Nếu mà trong 8 người, 8-4-3-2 bình thường, một ngày công của chúng ta phải trả 3.2 triệu. Nếu mà thời tiết mà nó không thuận lợi các bạn, nhiều khi chúng ta chỉ đánh ra cái khối vữa và chúng ta nó mưa cái thì trong chúng lòng ta lại dừng. Nhưng mà chúng ta vẫn phải chấm công, vẫn phải trả công. Cho nên công nó rui lên rất là nhiều. Cho nên khi mà chọn là cái điều kiện thi công tháng 7 này thì một là những cái công trình của chúng ta gặp may mắn thì nó sẽ được cái tiến độ thi công nó tốt. Hai là chúng ta bố trí cái biện pháp thi công nó phải rất là kỹ càng. Đây thì các bạn thấy là một cái công trình này thì được xây cái dầm 300, 300, 500. Bên trong thì hoàn toàn là xây móng gạch thì cũng không be. Vì ở cái điều kiện thời tiết như thế này nó mưa nó rất là bất chợt. Nếu như chúng ta be hoặc là chúng ta ấy nhiều khi mưa nó xị nước, nó chảy nước ra thì cái việc là vệ sinh hoặc là việc làm của chúng ta nó sẽ rất là khó. Cho nên buộc là đơn vị cũng như là chủ gia đình là dùng cái biện pháp xây be bên trong và bên ngoài thì be ván tôn các bạn. Nhà này thì rộng là vào có 5m và sâu là 18m, chiều dài 18m. Được bố trí ở một tầng là 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 khu cầu thang. Cầu thang thì được đi 3 nhịp các bạn, 3 nhịp lên tầng với khẩu độ là khoảng độ 43m9. Đây các bạn thấy là mặc dù thời tiết như vậy nhưng mà vẫn phải dùng quạt. Những cái quạt công nghiệp rất là to nhưng mà cái hiệu suất thi công lao động nó cũng là hạn chế đi rất nhiều. Nếu như ở cái điều kiện sang tháng 8 âm lịch thì cái thời tiết heo may và cái thời tiết mùa thu của chúng ta nó sẽ rất mát trời, làm cái thời gian nó được nhiều hơn rất là nhiều, mà biện pháp thi công của chúng ta cũng là khô ráo, vận chuyển đi lại cũng rất là dễ. Chúng ta thi công ở cái
mùa tháng 7 này thì nó mưa bất chợt. Nhiều khi là chúng ta đánh xong một cái cối vữa thì đánh vữa thì nó vẫn lắng chang chang đấy, nhưng mà đánh xong cối vữa thì nó chuyển sang mưa thì chúng ta lại phải bỏ, nó rất là lãng phí, không có cái biện pháp nào mà khắc phục được. Đây là thi công, quá trình thi công rất là gấp gáp các bạn. Đây thì cái hệ đan thép dầm thì các bạn thấy là dầm thì bố trí là cái thép 18, đấy là 4 cây 18 và 1 cây 16, 2 cây 16, rất là đơn giản, 3 trên 3 dưới. Thống dầm cũng rất là cứng cáp, ôm cũng rất là tốt. Đơn vị đoàn công nhân thi công cũng rất là hăng say nhiệt tình. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, cái điều kiện tháng 7 này thì nó bất cứ ngày nào không nắng thì nó mưa, gặp những cái điều kiện thời tiết nó mát mẻ dịu trời nó rất là khó các bạn. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta bảo là không nên trong xây dựng, chúng ta không nên thi công vào những cái tháng này, là vì như vậy đổ chân thì các bạn thấy là nhiều khi là chúng ta phải để sẵn một cái bảng giải sẵn ở trên mép tường, mưa thì chúng ta sẽ kéo lên ngay. Vì mưa ở cái điều kiện Việt Nam cũng như là điều kiện miền Bắc, là đặc biệt là miền Bắc thì nó mưa rào rất là to và rất là nhanh, những cái hạt nó mưa rất lớn sẵn sàng nó thổi hết cát và xi măng đi thì nó chỉ là cái sỏi ở lại, thì cái trần của chúng ta nó sẽ bị hỏng hoàn toàn, là cái trần nó bị rỗ bị hỏng. Đấy, các bạn thấy cái lượng sắt thép của đơn vị thi công này được anh em thợ cũng bố trí cũng rất là kỹ lưỡng, rất là chắc chắn, với những cái dầm, những cái ô đố, những cái cột buộc cũng khá là đẹp, với cái khẩu độ mỗi ô là 4.5m đến 5m, rộng 5m và chia ô với 10 cột. Lại các bạn, trên cũng kết nối ra giữa. Dầm được đi với 6 cây thép, 4 cây D18 và 2 cây D16. Đan 5 đai đầu cột là được đan A100. Những cái đan đai tiếp theo thì đan A150 các bạn. Đó lỗ mấy năm sau nữa luôn mới lỗ mà cũng biết được. Cái này thì đổ bê tông chúng ta có thể đập ngay đâu mà biết. Hai là ở cái điều kiện mưa, đất nó sẽ không xô, không lẫn. Sau này chúng ta xử lý nó rất là dễ. Còn nếu như mà chúng ta mà be toàn bộ thì nếu như gặp mưa lở thứ thì sau này chúng ta nó sẽ rất là vất vả. Thực tế nếu mà tính trên cái phương diện mà chúng ta ghép tấm ván ấy, nhiều bạn mà tại sao không ghép bên trong, ghép bên ngoài? Vì ở đây là chúng ta phần lớn là chúng ta đi thuê cho ván ghép. Đài 250 chỗ rộng cái ván ghép trong như thế này, định hình sẵn, cho nên là để mà thi công cái ván ghép thì công nhân là phải xử lý hàn cắt và chống tăng nó rất là nhiều. Nếu tính ra cái công thợ thì nó trên nhau cũng không là bao nhiêu. Nếu như chúng ta mà làm cái công nhật quán thuê thợ thì chúng ta dùng cái phương pháp này xây này đắt hơn một tí, và gạch thì mất khoảng độ hơn 2.000 các bạn, 2.600, 2.700 xây mới bên trong này, và nhân công thì xây mất khoảng độ 2 ngày nó sẽ xong cái này. Nhưng mà nếu mà làm cây chống kia, chúng ta làm chống ván, chúng ta không có cái cây chống và không có cái tăng chống cũng như ván, khoảng 18m thì chúng ta ghép những chỗ thiếu, chúng ta lại phải ghép ván gỗ thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Hai là quá trình chúng ta không đục cái chống tăng thì đầm nó cũng sẽ là rất là hạn chế. Bay tường cứng ngắc ấy. Phần lớn là các đơn vị đầm là chỉ dung ở cái mép ván sắt thôi, để cho cái bê tông nó nhặn lại thôi, chứ còn đã đầm hết lực thì cũng là rất là ít. Ở đây thì cái công trình làm trong nhà ở nông thôn, cho nên là bố trí được cái dầm cân, hai bên vẫn đất nhà mình, cho nên là đầm thoải mái, là đầm đúng nữa này. Đây là có tổng kiến trúc sư tham quan để xem ghép và đổ thế nào. Một mình đang có nhấc hai đập đây này.
Nhà này thì được lên dự kiến lên 2 tầng với lại một tung. Tầng 1 cao 4m2, tầng 2 thì cao 3m9, tung là 3m6. Tổng phòng ngủ là 5 phòng ngủ với 5 nhà vệ sinh, một khách. Công nhân thì đang ghép thế là sau khi đây là cái dập tiến hành kê cái con kê bên dưới các bạn, dùng cái con kê đa lăng phần lớn trong những cái móng cốc, trong những cái móng lọ mực ở nông thôn cũng như ở đô thị thì phần lớn thi công những cái mùa này thì những cái đơn vị cả những đơn vị có thiết kế chuyên nghiệp, nhưng mà phần lớn là các đơn vị này trốn cái phần ít đơn vị mình thấy đóng ghép móng chuẩn theo đạo này mà phình như đây các bạn thấy nó thừa ra ngoài cũng rất là nhiều, nói to thứ hai là cái độ dày thường là chúng ta trốn một cái lớp đục bê tông lót cũng như là trốn đi cái lớp lót ván, cứ thế chúng ta đổ lên thôi. Cho nên là cái móng của chúng ta thường là nó vượt cái định mức bê tông. Nhiều khi chúng ta thiết kế mét 2 hoặc là 1 mét hoặc là vuông mét 2 đấy, nhưng mà đổ ra nó thành mét 4, mét rưỡi, mét 6. Cứ đào đến đâu là chúng ta đổ đến đấy thôi. Chúng ta ngại đóng ván rồi, nhiều khi chúng ta ngại ghép khuôn. Chúng ta làm cho nó cũng rất là lãng phí ở cái khâu đó. Cứ đổ ảo ảo ngay như thế. Cả định mức cũng như mác bê tông cũng vậy, chúng ta đánh ở phần mới theo cái cảm nhận, nhìn theo cái màu bê tông hoặc nhìn theo cái tỷ lệ đủ đục là thôi thôi. Chỉ cái mác bê tông 250 hay 300 nhiều khi là cũng không ấn định. Cho nên xây là các bạn tốt nhất, nếu mà các bạn có điều kiện các bạn thuê thiết kế và lập cái dự toán chi tiết thì nó sẽ đỡ đi được rất là nhiều các bạn. Thì là sau khi đổ và chống cột pha thì cũng được chống khá là chắc chắn các bạn. Toàn bộ cái dầm này thì mình đánh giá là khá là khỏe so với cái nhà 2 tầng. Anh em thợ chống cũng khá là chắc chắn các bạn. Công tác cô pha rất là tốt. Ý bơm luôn như chiều nó không đỡ nhiều nhiệt. Đất này còn kéo dính cái gì? Tí có phải bơm đi. Chỉ nói là phát này. Quan tâm. Ta có pha xong thì bắt đầu tiến hành đến đổ bê tông. Nói chung ở một cái công trình mùa mưa mà làm đến cái cấp độ như thế này thì chúng ta cũng đã khá là an tâm rồi. Vì chúng ta chỉ đổ bê tông nữa là chúng ta đã bằng cái cốt mưa gió thì không ngại nữa. Nhưng mà ngại nhất là quá trình đào móng và thi công cái đổ những cái móng dưới. Thì sau khi mà xong cái cốt pha rồi thì chúng ta sẽ rất là an tâm.